lộ diện top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Dựa trên kết quả tham khảo từ hệ thống bình chọn trực tuyến của 20 đề cử, Hội đồng xét tặng giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Thượng úy Lê Hảo, lĩnh vực quốc phòng, sinh năm 1994, trợ lý thanh niên, phòng chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 7. Nguyễn Như Thành, lĩnh vực lao động sản xuất, sinh năm 1989, trưởng phòng xử lý cấp 2, trung tâm radar, khối 1, Tổng công ty công nghiệp công nghệ cao Viettel, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội. Trung úy Thảo A Khư, lĩnh vực an ninh trật tự, sinh năm 1992, cán bộ công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ngô Quý Đăng, lĩnh vực học tập, sinh năm 2004, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Võ Hoàng Hải, lĩnh vực học tập, sinh năm 2006, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Trương Thanh Tùng, lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sáng tạo, sinh năm 1989, trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới, trường Đại học Phenica Hà Nội. Nguyễn Văn Thiên Vũ, lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp, sinh năm 1991, giám đốc điều hành công ty cổ phần thiết bị bay AgriDrone Việt Nam. Cầu thủ Huỳnh Như, lĩnh vực thể dục thể thao, sinh năm 1991, trung tâm thể dục thể thao quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Ngọc Hà, Hà Mai Ô, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, sinh năm 1990, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Trung úy Dương Hải Anh, lĩnh vực hoạt động xã hội, sinh năm 1996, bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.